Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, VinFast, đơn vị thành viên của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tiếp tục gây bất ngờ khi chỉ sau 12 giờ mở bán mẫu xe ô tô điện VF e34 đã nhận được 3.692 đơn đặt hàng, một con số kỷ lục chưa từng có hãng ô tô nào làm được ở Việt Nam cụm từ VFE34 đã phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi, xen lẫn sự tự hào. Người thì bình luận ưu nhược điểm về động cơ xe, giá cả. Người thì so sánh VFE34 với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nổi bật hơn cả là những tấm hình được các tài khoản đăng tải với nội dung khoe mình đã kịp nhanh tay chốt đơn được một em xế hot hit này. Vậy lý do gì khiến người Việt dầm dập đặt hàng ô tô điện VinFast? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ngoài những đánh giá về một mẫu xe điện với nhiều tính năng vượt trội, giá hấp dẫn, 50 triệu đồng trong thời gian điều đái pre-order đã được biết đến. Điều gây bất ngờ đầu tiên cho người dùng là chính sách bán hàng chưa từng có với dòng xe ô tô điện VinFast. Cụ thể, tất cả khách hàng muốn sở hữu những chiếc ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu Việt chỉ cần đặt cọc qua website vinfastauto.com hoặc các hệ thống showroom đại lý trên toàn quốc với mức chi phí chỉ 10 triệu đồng nếu đổi ý, khách sẽ được hoàn cọc 100% mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí phạt nào. Anh Nguyễn Thế Hùng, Long Biên Hà Nội, một trong những khách hàng đặt hàng sớm nhất chiếc VF e34 thừa nhận. Cách làm của VinFast không những là của hiếm trong lĩnh vực xe điện hiện tại mà là chưa từng có trên thị trường. Theo anh, khoản đặt cọc thường đi liền với giá trị xe. Tuy nhiên, với những mẫu xe phân khúc C đổ lên, khoản đặt trước này thông thường phải ở mức 30 đến 50 triệu đồng. Trong điều kiện bình thường, phần lớn các hãng xe trên thị trường cũng không có chính sách rộng rãi là hoàn trả cọc cho những khách hàng thay đổi ý định. Thực tế, có không ít người phải chấp nhận mất khoản tiền vài chục triệu đồng này nếu lỡ gặp trục trặc nào đó hoặc đơn giản là đem lòng yêu một mẫu xe khác. Anh Hùng chia sẻ thêm, tôi chỉ chắc chắn giữ cọc vì rất muốn được trải nghiệm xe điện của người Việt. Nhưng rõ ràng, chính sách này rất linh hoạt, khoản 10 triệu đồng không nhiều và khách hàng hoàn toàn có thể rút lui an toàn mặc dù với nguyên tắc thông thường thì đã cọc, không lấy sản phẩm là mất. Đã có hàng ngàn người háo hức như anh Hùng ngay trong buổi sáng đầu tiên viên phát mở bán đều làm những vị khách hàng này vừa lòng là ngoài khoản cọc linh động, tất cả những người tiền phong đều được hưởng mức giá ưu đãi, chỉ 590 triệu đồng, giá niêm yết là 690 triệu đồng kèm một năm miễn phí thuê bao pin. Đây là mức giá theo đánh giá là quá tốt với những mẫu xe điện hiện tại trên thị trường xe điện nói chung. Tại Việt Nam, nếu muốn sử dụng những mẫu xe điện thông minh ở phân khúc tương đương, mức giá nhập khẩu thậm chí sẽ gấp nhiều lần con số hiện tại của VinFast. Lý do thứ hai khiến mẫu xe ô tô điện VinFast chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam, đó là chính sách khủng của VinFast đã gỡ bỏ rào cản chi phí đất đỏ bởi hệ thống pin dòng xe điện trên thế giới. Đây là một trong những lý do khiến giá xe điện trên thế giới cũng luôn ở mức khá cao. Ở những thương hiệu khác, pin trên ô tô điện chiếm tới 30% giá trị chiếc xe. Vì thế người dùng phải chịu thêm khoản tiền lên tới cả chục nghìn đô la cho pin để được trải nghiệm phương tiện xanh. Chưa kể người dùng còn chịu toàn bộ rủi ro về pin trong quá trình vận hành như pin chai, lỗi. Vinfast tìm ra hướng giải quyết riêng chưa từng có, đó là tách pin ra khỏi ra xe vừa để giảm giá thành xe, vừa mang lại sự tự do tối đa cho khách hàng trong việc tiêu hao nhiên liệu thay vì trả toàn bộ chi phí chiếm 1/3 giá trị xe và phải gắn chặt với một bộ pin cố định theo xe. Người dùng phải trả chi phí thuê bao pin hàng tháng là 1 triệu 450 000 đồng một tháng cho quãng đường di chuyển 1.400 km. Theo đánh giá của người dùng, đây là quãng đường hợp lý bởi tính ra trung bình, quãng đường di chuyển theo gói thuê bao này là khoảng 47 km mỗi ngày, đủ cho nhu cầu đi lại của một gia đình. Nếu phát sinh thêm ngoài định mức 1.400 km, khách hàng cũng chỉ phải trả thêm có 998 đồng 1 km. Cộng thêm chi phí sạc điện tương đương khoảng 484 đồng 1 km, thì tổng chi phí thuê bao pin và sạc điện sẽ là 1.482 đồng trên km, bằng đúng chi phí xăng trên mỗi km di chuyển. Về vấn đề sạc pin, VinFast có cách giải quyết linh hoạt, người dùng có thể chủ động sạc tại nhà hoặc ra chuỗi trạm sạc của Vin. Hiện hãng xe Việt đang gấp rút triển khai xây dựng hệ thống 40.000 cổng sạc phủ khắp cả nước để kịp đáp ứng thời hạn giao VF e34, mỗi lần sạc đầy sẽ đi được 300 km và khi cần sạc nhanh chỉ cần 15 phút sẽ đã đi được 180 km. Một bất ngờ khác trong hàng loạt chính sách ưu tiên vừa được VinFast tung ra thị trường là quỹ vì tương lai xanh, với khoản dành tặng 30 triệu đồng cho những khách hàng chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện qua dịch vụ đổi cụ lấy mới của Smart Solution, mua xe điện được cho thêm tiền, là cách nhiều người dùng đang nói về VinFast với chính sách đặc biệt này. Như vậy cộng dồn các ưu đãi từ nay đến 30 tháng 6, VF E34 chỉ còn hơn 500 triệu một chiếc xe. Ưu đãi khủng, đặt cọc linh hoạt, chính sách thuê pin, hệ thống chạm sạc phủ khắp, thêm dành tặng 30 triệu, sở hữu xe điện đúng là chưa bao giờ dễ như thế. Một chủ nhân tương lai của xe điện VinFast hào hứng khoe trên trang cá nhân của mình. Thứ ba, xe điện VinFast được xếp vào xe phân khúc C, có lợi thế là sự cơ động khi vận hành trong thành phố đông đúc chật hẹp như Việt Nam. Nhà sản xuất công bố dòng xe điện này có số đo dài, nhân rộng, nhân cao, tổng thể là 4300 nhân 1793 nhân 1613 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2611 mm. Từ các số liệu này, có thể thấy VF 34 mẫu xe hạng C có kích thước nhỏ gọn, hướng đến việc phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày ở đô thị. Ở thị trường trong nước, hiện chưa có dòng xe điện bình dân nào có giá bán đầy ưu đãi như VinFast VF E34. Ngay cả đến dòng xe Hyundai Kona EV, nếu được mang về Việt Nam sẽ có mức giá khoảng 1 tỷ đồng. Lý do thứ tư khiến dòng xe mới của VinFast có được yêu ái từ người tiêu dùng là bởi sự uy tín đối với thương hiệu cùng các mẫu xe đã ra mắt trước đây. Nhắc đến ô tô VinFast, ấn tượng đầu tiên của mọi người là chất lượng từ Fadin, ông vua mới của phân khúc A, đến hai dòng lắc ở phân khúc sedan và SUV hạng E được ra mắt cuối năm 2018, ô tô thương hiệu Việt này đều vượt trội hơn các đối thủ. Thành công của VinFast phải nhắc đến về sự bất bại trong doanh số bán hàng ở tất cả các phân khúc tham gia. VinFast khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của ô tô thương hiệu Việt. Khi chỉ hơn 2 năm, các mẫu ô tô được bán ra thị trường lên đến gần 40.000 xe. Lý do cuối cùng, như chúng ta hay kêu gọi, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhưng sự quan tâm và hưởng ứng đặc biệt nồng nhiệt từ người tiêu dùng trong sự kiện VinFast ra mắt dòng ô tô điện đã nói với chúng ta một câu chuyện khác. Hàng Việt Nam thực sự đã chinh phục được người Việt Nam, bởi nói gì thì nói, chất lượng sản phẩm mới là yếu tố thuyết phục người tiêu dùng bỏ tiền ra sở hữu. Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Giá, Bộ Tài chính đánh giá, việc xe VinFast sở hữu nhiều tính năng thông minh, vượt trội, nằm trong nhóm ít các dòng xe trên thế giới có tính năng tự hành cấp độ 3, khiến nhiều nhà sản xuất, ông lớn xe hơi sẽ phải dè chừng. Ông nhấn mạnh thêm, việc ra đời những chiếc ô tô điện thông minh Made in Việt Nam không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa Việt Nam định danh vào bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Điều này cũng giải thích cho trào lưu chốt cọc, khoe đơn trường ngày nhận chiếc ô tô điện đầu tiên rầm rập những ngày qua.